Thưa quý vị, với mô hình Chúng con luôn bên mẹ, hiện nay 27 trên 27 đơn vị trực thuộc thành đoàn tại tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố đang triển khai chăm sóc gần 100 mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương, qua đó thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ hôm nay đối với gia đình người có công, làm sáng thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn. Được duy trì triển khai thực hiện từ năm 2021, mô hình Chúng con luôn bên mẹ là một thông điệp, một lời tri ân mà tuổi trẻ Đà Nẵng dành tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ đã trải qua những tổn thương, mất mát, hy sinh lớn lao trong chiến tranh. Tại chương trình, các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã đến thăm các mẹ, viếng hương liệt sĩ, dọn dẹp nhà cửa và nấu mâm cơm cúng liệt sĩ, cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ thành phố thăm khám sức khỏe cho các mẹ, phụ giúp chăm sóc các mẹ lúc ốm đau, qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đây là cái mô hình được Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai từ tháng 7 năm 2021, với giai đoạn là từ 2021 đến 2023, và định kỳ là 2 tháng một lần sẽ đến để chăm sóc phụng dưỡng cho mẹ. Đây là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa, nhằm để giáo dục về truyền thống cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng qua những cái hoạt động như thế này thì các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố sẽ thể hiện được cái vai trò và trách nhiệm của mình trong cái công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới. Mô hình Chúng con luôn bên mẹ không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đem đến niềm vui, sự chia sẻ cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, mà còn nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống của đoàn. Bên cạnh đó, sự quan tâm thiết thực và ấm áp này của thế hệ trẻ đã khiến các gia đình chính sách luôn cảm thấy ấm lòng. Có mấy bác sĩ tới để khám bệnh cho bà. Thì cũng khỏe mạnh, cũng bình thường thôi. Thì cũng cảm ơn mấy bác sĩ, là bà mừng. Đây là động viên rất là lớn đối với những người thân nhân, gia đình liệt sĩ. Bởi vì là họ mất mất quá lớn trong các cuộc chiến tranh. Cho nên bây giờ có sự động viên như thế là phải nói là rất là yên tâm. Và luôn luôn là tin tưởng ở cái chế độ và cái truyền thống của dân tộc. Có thể nói, chương trình Chúng con luôn bên mẹ của tuổi trẻ Đà Nẵng đã tiếp tục tô thêm nét đẹp của thanh niên Việt Nam, góp phần thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp hy sinh của các mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp thêm nhiều niềm vui, động lực để các mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ hôm nay.